hỏi là theo cảm nhận của các em ấy thì bạn bè, các em là bạn bè đúng không? Thế bạn bè thì có được hôn nhau không? Được gì anh? em nghĩ là được. Thế các em tại sao lại nghĩ là không? Tại sao là bạn bè là không được hôn nhau? Anh nói ở đây là bạn bè khác giới em. Ý là khác giới, nếu mà là một giới là BD đúng không? Thì theo em cái cảm nhận của em ấy, thì nếu như là bạn bè mà khác giới với nhau ấy, như anh với em chẳng hạn, mà anh đang ví dụ thôi, em với bạn này là bạn bạn đúng không? Thì ví dụ như em với hai bạn này, hai bạn em bạn bè với nhau, ví dụ như không. Tại sao? Anh vừa thấy em bảo có. Đúng rồi, tởm nữa. Tại sao lại tởm? Cảm giác em nghĩ là chỉ có người mình yêu thì được hôn thôi, còn người không yêu không hôn. À, thế anh hỏi em thấy em rất là style. Thì anh hỏi em một chút là em có người yêu chưa? Em chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Vẫn còn độc thân à? Thôi mà người yêu. Em đang sợ hế đây này. Vâng ạ. Em có thể giới thiệu em tên là gì và sinh năm bao nhiêu không? Em còn ít tuổi. Em cứ nói ý, tại vì là anh chỉ muốn làm một clip vui vui thôi. Em tên là Hà, em sinh năm 2K4 đúng không? Vâng ạ. Em đã xem phim con em bao giờ chưa? Chưa. Chưa bao giờ à? Em ngoan mà. Em ngoan à? Từ ngày tôi gì nào mặt mày. Mày cảm ơn hai em nhé. Chúc em có một buổi đi chơi vui vẻ. Cho mình hỏi một chút, thì nếu như theo quan điểm cá nhân của hai bạn ấy thì là bạn bè khác giới nhé, không phải là người yêu, thì có được hôn nhau không? Cái việc có được hôn nhau hay không thì không cứ là phải người yêu mới được hôn, tại vì không có quan điểm nào là bạn bè khác là người yêu mình mới là được hôn. Thế còn bạn gái này thì theo bạn ấy thì là bạn bè khác giới có được hôn nhau không? Quan trọng là hôn môi. Tất nhiên là hôn môi rồi. Theo cái quan điểm cá nhân của bạn ấy thì bạn bè khác giới với nhau nhá, bạn bè khác giới với nhau thì có được hôn nhau không? Không. Tại sao? Không bao giờ có được, mình chỉ là bè thôi. Bè thì đi qua bè. Ví dụ như là bạn bè bình thường này thì có được hôn nhau không? Có anh. Có. Thế bạn nữ này nghĩ sao? Bạn bè bình thường có được hôn nhau không? Có. Hả? Có anh. Ví dụ như là hôn đây không phải là hôn má nhá, đây là hôn môi. Hôn gì cũng là hôn. Hôn được hết. Các bạn cảm thấy là bạn bè có thể hôn nhau được. Thế trong bốn bạn này có bạn nào đã xem cái sách bao giờ chưa? Sách đàn ông thì ai cũng xem. Cũng muốn thế xem. Có bạn đứa này đã xem cái sách bao giờ chưa? Có một lần. À, bạn có một lần. Lúc đấy là bạn xem năm bao nhiêu tuổi? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. 15 à? Thế em vừa nói là em xem năm 3, em mới đây là năm em 14 tuổi à? 14 tuổi à? Ở không gian thời gian nào? À, đêm tối. Âm dữ hoang xin. Không, đây là chỉ là một. Tại sao lại không? Mình nghĩ là không. Bạn nghĩ là không? Thế còn bạn gái bạn có thể cho mình? Có nghĩa là bạn bè bình thường này với nhau thì không được hôn nhau. Không phải là không, nhưng không được. Theo em thì tại sao mà bạn bè với nhau lại không được? Cái này nó hơi khó lý giải. Theo suy nghĩ của em thì là nó chỉ vì những mối quan hệ bạn bè thì không nên có những cái hành động quá thân mật như thế.